cái lúc em thi gương mặt thương quen á, như là lâu lắm rồi. Thì lúc đó chị có coi hai bài trình diễn của em. Dạ. Chị để ý em là tại vì em cùng quê chị. À vậy hả? Vĩnh Long. Đồng Hương, Đồng Hương. Cho nên là có chút đặc biệt cái mới để ý. Cái sau đó bẵng thời gian thì chị thấy nó thiệt đỉnh buồn nha. Dạ, thấy hình như là có hơi đông chìm chùn lại dạ. Rồi em bị stress nhiều quá, xong rồi em bị thất bại nhiều sản phẩm quá, xong rồi em bị chùn bước lại. Em dễ tin á, dễ tin người á. Em chỉ cần người ta thân với em xíu, mà thường là những cái người thân thì em không có đề phòng. Và em lại bị lừa ngay lúc đó, cái lúc em chập chững quá cho nên lừa tiền. À, tiền. Dạ. Rồi em chập chững quá, cái em cũng ở trên Sài Gòn có một mình thôi nên là em chùn bước lại, em lùi lại. Thế mà bên ta lừa. Cái nguyên nhân từ đâu mà họ ở với Vĩnh Long, cô gái dưới quê đi lên đây một mình lập nghiệp và đeo đuổi con đường ca hát? Hồi trước á là em đi nhảy hip hop, em nhảy tới 30-40 người lận. Thì đó em thích nhảy hip hop quá, mà mẹ em thì nói là con gái lớn rồi không lấy chồng mà cứ đi nhảy hip hop thì sẽ bị ế chồng, nên là bắt em đi lấy chồng. Thế là em không chịu lấy chồng. Mà sao tự nhiên đang nhảy hip hop mà nhảy qua làm ca sĩ? Cái em mới nói là thôi bây giờ cho con đi làm ca sĩ đi, tại vì đi làm ca sĩ mới được đi nhảy. Xong rồi cái em mới nói cho làm ca sĩ đi, thì mẹ là không đồng ý vì thấy cái số tiền làm ca sĩ quá lớn. Nhiều là bao nhiêu? Thời em nói lên là thời đó là người ta kêu là 4 tỷ. Hả? Là phải đóng tiền vô. Dạ. Rồi người ta đào tạo cho mình làm ca sĩ là 4 tỷ. Trời ơi, thấy chưa, cái chương trình B336 của mình các em nhỏ quá hạnh phúc. Trời luôn ơi, được vô làm ca sĩ, được đào tạo trở thành một nghệ sĩ toàn năng, không có một đồng xu các bạn, được phát học bổng nữa. Trời ơi, ra là ba mẹ em là lấy hết tài sản gia đình đầu tư hết cho em luôn á. Tại vì em ba mẹ em quá, thì bởi em ấy là ba mẹ em là ba mẹ của người ta thương con là chuyện bình thường, mà ba mẹ của em là tuyệt vời luôn á. Còn bây giờ đi làm mấy năm nay rồi thu lại được chưa? Thật ra mà nói á, đi làm ca sĩ á thì chị là chị biết mà, làm ca sĩ mình ai nói giàu chứ không phải, rồi không đúng rồi. Em á làm chị đủ xài nè, chị có thể đủ trang trải những cái sản phẩm âm nhạc của em, rồi lâu lâu mà em gửi tiền về cho bố mẹ chứ không thể nào mà có thể bù lại được cái con số khủng khiếp mà hồi xưa em đã gây ra cho gia đình em. Nhưng mà rồi lúc đó với được trang bị một cái số tiền lớn như vậy lên đây thì đối với cái nghề nghiệp của em, ở sự khởi đầu nó có là nó được thuận lợi không? Tới bây giờ chị thấy em như thế này thì thật ra nó là khó khăn đó. Lúc đó thì em không thành công, em làm cái gì nó cũng thất bại, tại vì đó em bỡ ngỡ, em không biết gì hết. Sau 7 năm vất vả thì em đã cảm thấy là hiện tại sự nghiệp của mình đã có tiến triển tốt hơn rồi. Em cũng biết được cái cách làm việc của mình phải sẽ thay đổi như thế nào để cho phù hợp hơn. Ở đâu? Dạ thật ra là cái mấy cái bài này là em sợ ở trên YouTube á, những cái beat cơ bản á chị. Để mình có thể hoàn thiện được cái beat xong rồi mình viết theo, sau đó là mình phối một cái bản nhạc khác. Em giỏi quá nên chị có quà tặng em, đi ra ngoài đi chị có quà tặng em. Tức đã quá vợ. Thích nhảy hip hop nên tối ngày là mặc đồ như đàn ông vậy đó, như con trai vậy đó, mặc quần thì cái đáy dài xuống, tối ngày cứ là đi nhảy suốt vậy đó. Rồi cô thì cô rất sợ, cô sợ bé nó là dạng như con trai vậy đó, rồi sau này cái không ai thèm ngó tới, rồi không ai cưới hỏi gì nữa, cô sợ lắm. Nè con nhìn đi đó, thấy không, nhìn coi Mia nè, mặc đồ vậy nè đó. Đó rồi hớt tóc vậy đó, rồi tối ngày đi nhảy hip hop đó, hỏi con gái mà như vậy thì cha mẹ đâu có ai thích đâu, bướng bỉnh lắm, như con trai vậy đó, bướng bỉnh lắm. Rồi cô á thì cô
cái ý của cô á, cô muốn có một đứa con gái rất là thì mị nết na đồ này kia như một nữ tính. Còn Mia thì không có vậy, mỗi lần mà đi hớt tóc hay là đi mặc đồ mà ngắn ngủn đồ ha, như con trai đó là cô về cô khóc, cô la, cô đánh, bởi vì hồi nhỏ Mia bị đồn nhiều lắm. Chú thì chú cũng hướng cho Mia làm kinh doanh theo cái nghề của chú, nhưng mà khi mà tập sự lên kinh doanh á, thì chú vừa đi vắng là Mia ở nhà là dọn xe qua bên hết, rồi bạn bè đâu kêu lại là nhảy vòng vòng cho tối ngày vậy đó. Giữa khuya chú ngủ có chảnh á, chú nghe nhảy đùng đùng như đây, chú đi xuống chú mở cửa ra thấy chỉ bắt nhạc lên nhảy mình hát mình giữa khuya giữa hôm vậy đó. Đó, nó như vậy hoài thì chú rất là phản đối, chú không có cho đi nhảy đi hát như vậy. Tới cái ngày đó là ngày thi cuối cùng luôn á, thi của tỉnh đó, chú không có cho Mia đi. Mia vô mới lấy cái bằng khen của cái giấy chứng nhận của ủy ban tỉnh đó, chứng nhận cho Mia là người là chính thức dạy của bên của tỉnh luôn, của đội văn hóa của tỉnh luôn, đưa cho chú. Nó ba ơi, tối nay là con là thi chung kết, nó thi chung kết rồi ba không cho con đi, rồi thấy vậy mới cho đi. Cho đi. Mia nói thôi mẹ ơi, con thích làm ca sĩ vậy đó, để cho con đi làm ca sĩ thử coi sao. Thì nói chung là cô với chú á, nói chung là phản đối không chịu, tại vì con mình là con gái, con đường mà để đi như vậy đó, làm ca sĩ như vậy đó thì rất là vất vả, chứ không phải dễ mà được đi làm đâu, là không có biết là mình có lo nổi hay không, để cho con mình nó ấy không. Nhưng mà nói chung la thì la, nhưng mà tại vì cô quá thương con đi nên la mà chịu. Thí dụ Mia nó muốn cái đó, miễn mở miệng ra nói là cô đều phản đối hết. Cô nói không được, không được. Nhưng mà thấy con nó buồn rồi là cô chịu không nổi, cô được. Có một ngày cái cô mới nói thôi giờ thôi con lên xe đi, mẹ chở con lên Sài Gòn để kiếm người để học. Thì đi tìm nhiều công ty lắm con, nhưng mà vô thì hỏi công ty nào cũng nhiều tiền hết trơn á. Rồi cô nói thôi khả năng mẹ đâu có lo nổi dữ vậy, thôi về để con ơi, về để kinh doanh đi. Thì thấy con mình nó buồn nên cô chú ấy quyết định để kiếm thêm những công ty khác, mình tốn như tiền tốn về cho con nó học đi. Chứ bây giờ nếu mà lỡ dở để cho con nó đi về thì cũng thấy tội. Cô cũng không có gành về cái bên nghệ thuật này cho lắm, cô nghĩ là như vậy là được rồi đó. Nhưng mà cô không ngờ thì đâu có được cái gì. Cô thấy cái làm bên cái ca sĩ thì vất vả quá. Nhưng mà cô thì có hai đứa con thôi nên cô cũng không có muốn cô Mia đi làm ca sĩ nữa. Nên lúc đó cô cũng định bắt Mia về để mà buôn bán rồi này kia với cô vậy đó. Rồi Mia nó cũng tánh Mia nó dễ suy nghĩ lắm con, nó dễ bị cú sốc lắm, dễ bị như là nó u uất trong lòng á con, như là nó suy nghĩ bậy bạ đồ này kia đồ này nọ vậy đó. Rồi cô sợ chú á, là đó giờ chưa bao giờ đánh con mà chỉ có cô à, cô đánh Mia nhiều nên sau này á Mia lớn lên á trời cũng muốn bù đắp lại cho con của mình á, nên cái gì cô cũng lo hết, bất cứ cái gì cô cũng lo cho Mia hết. Rồi có một lúc á, Mia bị một người nói to nói nhỏ gì với Mia, thì Mia mới đóng cho cái người đó là tiền để mà ta dạy dỗ mình, ta nâng mình lên á. Thì ở dưới quê mà con nói thì Mia đâu có thể biết cái gì, đâu có hiểu cái gì. Tới chừng giao tiền cho người ta rồi là người ta không có đếm xỉa gì tới mình hết á. Lúc đó cô giận lắm, cô cũng có la Mia, tại vì nói con mà con không chịu nghe đó. Rồi lúc đó cô giận lắm, cô nói giờ là cô bỏ mặt Mia luôn, cô không lo nữa. Rồi hả, lúc đó là nói chung là em nó cũng dạng như nó muốn bị thần kinh luôn á con, dạng như muốn bị trầm cảm luôn vậy đó, tại vì vừa gia đình la mà vừa bị mất tiền nữa. Rồi lúc đó cô mới thấy cô sợ quá, cô mới xây qua an ủi con thôi, nói thôi giờ
gạt qua những cái gì mà để người ta gạt mình á, bỏ qua hết. Đó, chứ lúc đầu thì cô với chú là giận. Cô nói là cô từ đó, cô không có quan tâm tới nữa, không lo cho con mình nữa. Nhưng mà là mẹ mà con nói thì nói vậy thôi. Chứ tới chừng mà nghe thấy con của mình nó xuống đà quá thì nên cô chịu không nổi. Thà là để cho mẹ với ba lo, chứ đừng có để cho con cái nó bận tâm. Tại vì cái bản tánh của Mia, cô không muốn để cho em nó có một cú sốc nào nữa hết á. Nhờ cái đợt thi gì mít gì đó con, cô mời Mia thì cô cũng thấy là cháu nó vô đó nó thi. Thì mấy tập đầu thì thấy cháu nó cũng đậu rồi này kia, mình cũng vui lắm. Cái nó cũng về, nó điện về, nó cũng nói chung là mừng lắm nha. Nè mẹ thấy không, con cố gắng này nha, để con thi đậu đồ này kia, đặng cho con như là có nhiều người yêu thích con á. Tôi nói nếu làm được thì làm, còn bằng không mà tôi bắt về tôi gả đó nha, tôi nói trước. Đó. Lúc mà Mia còn ở đây á, rồi bây giờ Mia đi làm ca sĩ rồi, cô cũng vẫn giữ cái phòng y nguyên vậy cho con gái. Chừng nào nó về á, cô chú ngủ rồi chứ mà giật mình thức dậy là xuống coi con nó ngủ chưa, là lúc nào mà ngủ sớm hết trơn á. Có hai đứa con gái hả đi lên trên đó trường. Phải, cô cũng nhớ lắm. Nhất là Mia, cô thương lắm. Cái nghề đó mà về chừng ngày một là đi mất tiêu nữa rồi. Thà đừng về. Nó về mà chút nó đi vậy á, mỗi lần nó đi á là cô ra cô đứng mà lộ á. Cô thấy con mình nó đi cứ làm như cô cũng muốn khóc, cô cũng dễ khóc lắm. Khóc vậy đó. Cô nói thôi vậy thôi, lâu lâu con hãy về, chứ nếu mà về mà đi như vậy đó là buồn lắm, mà chịu không nổi. Tại vì nhà có hai đứa con thì con biết rồi, giờ có mình à. Có cô với chú mà đi ra đi vô có hai người à, thấy buồn lắm. Cha cũng mong muốn là cho con gắng năng động lên chút xíu nữa để tốt đẹp cho cái công việc của con sau này. Thì nói chung là cha với mẹ thì cũng lúc nào cũng ủng hộ con. Con làm mẹ buồn á thì nói chung là mẹ bỏ hết. Con đừng có sợ là làm không có tiền để lo cho ba mẹ. Tại vì làm cha mẹ thì phải lo cho con, nhưng mà tới con cứ yên tâm. Có tiền thì lo cho ba mẹ thì ba mẹ cũng không có cần gì ra lắm đâu. Tại vì ba mẹ cũng làm được, còn làm được chừng nào già đi hả tính hả con. Dễ thương. Em là sướng quá rồi, có ba mẹ thương ủng hộ hết sức luôn nè. Trời ơi, cảm ơn chương trình nha. Tại em cũng nghĩ là mọi người về quay ba mẹ em vậy. Bữa nay nghe được mẹ chia sẻ, ba chia sẻ vậy thì em không biết nói sao nữa. Thì giờ muốn chạy về quê liền với ba mẹ. Để trước giờ em cũng em tính ra là em cũng sướng. Em sướng về cái mặt vật chất, ba mẹ em lo cho em rất là đầy đủ. Nhưng mà em hay khổ tâm là chỗ là không biết đến khi nào em có thể lo là được cho ba mẹ. Không biết ba mẹ mình già rồi không biết có đợi được mình hay không nữa. Nên là em cứ mỗi ngày em hay dằn vặt mình là mình phải làm nhiều hơn, mình phải cố gắng nhiều hơn. Chứ mình thôi là ba mẹ không đợi kịp mình nữa. Với sự nỗ lực của em trong thời gian vừa qua thì mình tin là chắc chắn sau khi chương trình này phát lên nữa thì quý vị khán giả sẽ hiểu được hơn về những cái nỗi khổ tâm, những cái dằn vặt của cô bé xinh xắn nhỏ nhắn này.